Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái kèo Aerobe Wireless Đến từ dự án sàn có tên là Soma.Finance Thì đây là một sàn rất là tiềm năng Các bạn có thể thấy giao diện của sàn khá là chuyên nghiệp Và các bạn có thể theo dõi trong Twitter à, Hiện tại thì mới cũng chỉ có 1.455 người follow thôi Đấy, thì các bạn có thể theo dõi trang Twitter của nó nhé. Đấy, thì ở đây mình hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký wallet để sau này các bạn có thể có cơ hội nhận được Airdrop nhé. Đấy, sau này thì nó sẽ Airdrop cho các bạn cái đồng token của nó có ký hiệu là Soma này. Các bạn nhấn vào cái đường link, mình đặt ở phần mô tả, sau đây các bạn nhấn vào claim In này. Đấy, thì các bạn nhập thông tin vào. Thứ nhất là tên này, thứ hai là, là họ và tên đệm. Sau đấy các bạn nhập email. Sau đấy các bạn nhấn I am in. Ok thì chúng ta sẽ cần phải check cái inbox Cái mail gửi về cái mail mà chúng ta đăng ký này Thì các bạn mở email ra để có thể check được cái uh, mail xác nhận của nó nhé Đấy thì các bạn sẽ thấy được mail xác nhận của nó hiện ra luôn Các bạn nhấn vào phần very your email này Để có thể xác minh được tài khoản email của các bạn Đấy sau khi các bạn xác minh được tài khoản thì các bạn sẽ thấy được là uh, ở đây thì đây chính là cái đường link giới thiệu của chúng ta và các bạn uh, đang ví dụ thứ hạng của mình đang ở 31.000 ở trong cái wallet này. Đấy. Và các bạn có thể giới thiệu thêm bạn bè cũng như là những người đăng ký sử dụng khác để có thể có thứ hạng thứ hạng cao hơn. Và khi mà các bạn có thứ hạng cao hơn thì sau này các bạn sẽ nhận được nhiều token Soma Finance này hơn nhá. Ok thì anh em cứ đăng ký và À, chờ update thêm thông tin đến từ cái channel của mình Cũng như là các bạn follow cái uh, channel Telegram để luôn được update thông tin Và không bị miss những cái tin tức quan trọng từ những cái siêu trình Europe Những cái dự án đầu tư và những cái thông tin đến từ thị trường tiền điện tử nhé các bạn Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiểu Sư Phụ Những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video Mình sẽ trả đáp cho, cho các bạn Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại